Ui rồi cái con ốc nó làm cái vị trí khó chưa các bạn này, các bạn chú ý nhá. Còn vấn đề chúng ta cạy cái phần giáp danh giữa mặt C và D chúng ta cạy cẩn thận. Và chúng ta lắp cái SSD vào trong cho con máy các bạn nhé. Shop linh kiện laptop tin cậy 100 xin chào các bạn. Với video này, shop sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo lắp và nâng cấp cái ổ SSD M2 chuẩn 2080 cho laptop HP 15S-DU0000 series các bạn nhé. Cụ thể hơn con này nó là 15S-DU0065TU. Máy này là dòng Core i thế hệ thứ 7 các bạn nhé. Thì để nâng cấp cái ổ SSD M2 cho laptop HP này, các bạn sẽ tháo hết cho mình cái phần mặt D. Phần mặt D tức là cái phần tiếp xúc mặt bàn. Ui giời ơi các bạn ơi, cái con ốc này nó nằm đúng cái vị trí khó, bạn nào không chú ý không lột lên là không biết cạy được con máy ra đâu. Tí nữa chúng ta chú ý thêm nhá, còn cái vị trí này nữa này. Vị trí chắc chắn cái miếng cao su kia nó cũng sẽ có cái con ốc mà vào một cho đến hai con ốc trở lên. Ở cái phần vị trí kia kìa. Đấy. Cái này các bạn có thể để nguyên vị trí này cho khỏi rơi nhá. Tốt nhất là để nguyên vị trí này hoặc các bạn nhấc hẳn cái sợi sợi dây cao su màu trắng ra. Đấy các bạn ơi, chỗ này hai con ốc, bên kia chắc hai con ốc là bốn con ốc liền. Bây giờ chúng ta không tháo bốn con ốc này ra không sao mà chúng ta có thể tháo được mặt D đâu các bạn nhá. Các bạn nhớ cho mình. Đấy. Đấy, chúng ta tháo cho mình bốn con ốc này ra. Và sau đó là sau khi sáo bốn con ốc ở chỗ cái phần con trạch màu trắng ấy thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cạy cái phần mặt D ra. Để cạy cái phần mặt D này ra thì các bạn sẽ thực hiện theo mình nhé. Trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái miếng nhựa. Cái miếng nhựa cứng mà nó hơi sắc sắc một chút để chúng ta cứa vào trong cái giáp danh giữa mặt C và mặt D. Thì cái miếng nhựa này các bạn có thể chuẩn bị cái thẻ Viettel, thẻ mobile, thẻ Vinaphone vân vân. Thì nó là cái tấm thẻ đấy. Đấy, chúng ta làm cho nó hơi mỏng mỏng đi, cái cạnh nó hơi sang sắc đi chúng ta cứa được các bạn nhé. Như vậy là toàn bộ các con ốc thì mình đã tháo hết rồi. Thì các bạn sẽ tiến hành cứa này. Cứa cái phần giáp danh giữa mặt C và mặt D các bạn ơi. Đây. Ốc thì tháo hết ra rồi thì các bạn cứ yên tâm các bạn cứa nhé. Các bạn yên tâm các bạn cứa. Đấy. Đấy, các bạn thấy mình cứa. Các bạn làm khéo nhé. Video lần này mình làm cái đoạn này phải khéo và hơi lâu một chút, không cần nhanh. Các bạn đừng làm nhanh là không được tốt đâu các bạn ạ. Nó sẽ bị va đập, va chạm vào các cái phần phụ kiện, linh kiện vào trong bên. Chúng ta cứ làm từ từ cho mình. Thứ nhất làm từ từ nó tránh cái trường hợp mà nó bị sứt, bị xước cái vỏ, nó xấu cái mã. Cái thứ hai là nó va chạm cái con những cái vào những con linh kiện ở bên trong nữa thì nó không tốt các bạn nhé. Làm thật cẩn thận và chậm thôi. Đấy, như vậy là chúng ta cứa gần hết rồi. Khả năng cao là bây giờ chúng ta sẽ gập hẳn màn hình vào nhé. Gập hẳn màn hình vào cái mặt bàn phím để chúng ta là nảy cái phần mặt D lên để chúng ta cạy hai cái góc ở chỗ bản lề cho nó dễ các bạn nhé. Đây này, đây các bạn có gập hẳn, các bạn gập màn hình vào nhé. Theo mình là lên gập màn hình vào. Đây, trước tiên thì chúng ta sẽ làm thêm nữa. Đây các bạn ơi, cái góc quay nó không được đẹp lắm, các bạn thông cảm nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cứa nhẹ lên cái phần giáp danh và chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta nhẹ nhẹ chúng ta đẩy cái phần mặt D ra. Thì đây mình vừa nói là chúng ta sẽ gập hẳn xuống nhá. Chúng ta sẽ gập hẳn xuống đây, cái phần này là chúng ta cần nâng lên đây này. Đây này, đây này, đây chính là cái phần và vị trí mà chúng ta chưa cạy đấy. Nó là ở phía đằng gáy. Thì bây giờ chúng ta cho mình khoảng tầm mấy cái đầu ngón tay vào cái chỗ phần gáy đấy, chúng ta lưng lên và chúng ta cạy hai cái phần gồ ở chỗ hai cái phần góc của bản lề đấy, là hai cái phần hiện tại đang là cái phần khó chưa ra được, nó chỉ hơi vướng vướng đấy, nó ra rồi các bạn ơi. Tiếp theo này, nó đến chúng ta sẽ lưng lên cũng đưa mấy ngón tay vào chỗ cái đấy, thấy các bạn nhá. Rồi. Chúng ta hạn chế nhất cái việc mà chúng ta gập cái phần thân máy lên và xuống vì nó tránh bị vỡ và gãy cái phần chân ốc ở chỗ hai bên bản lề nhá. Tôi đố các bạn biết cái vị trí cắm thẻ M2 đâu đấy, cho các bạn giỏi luôn. Tôi tìm một nút mãi mới thấy, hóa ra là cái vị trí cắm cái thẻ M2 nó nằm ngay ở bên cạnh cái fan. Còn nhưng mà trước tiên nói gì thì nói, chúng ta phải tháo pin ra nhá. Chúng ta tháo pin là chúng ta làm cho nó an toàn.
Sau khi chúng ta tháo pin ra rồi, chúng ta mới cắm thẻ M2 vào. Hiện tại mình sẽ sử dụng thẻ M2 loại 2280 thương hiệu Western, một trong những thương hiệu khá là nổi tiếng ở trên thị trường. Đây các bạn ơi, các bạn cắm thẻ Western vào các bạn này. Chúng ta cắm vào đúng theo chiều của nó là được các bạn nhé. Và chúng ta vặn thêm một con ốc. Con ốc này thì các bạn đi kiếm. Ở cái con ốc của nó là cái chọc chuẩn ốc là 2 2 nhân với lại 4 mini hoặc là 2 nhân với 3 mini, nhỏ xíu thôi. Các bạn vặn nó cho nó chắc vào các bạn nhé. Rồi, sau khi nắp xong rồi thì chúng ta mới tiến hành là ok, chúng ta lắp con quả pin vào để chúng ta chuẩn bị là bật máy lên để kiểm tra nhé. Thì bây giờ chúng ta vặn thêm mấy con ốc vào nữa xung quanh con quả pin này để cho nó chắc chắn. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta thiết lập ở trên BIOS ấy, thì gần như là nó khó có thể nhìn thấy các thông tin của Western này 120K. Nhưng các bạn có thể là vào trong phần phân vùng thì chúng ta có thể soi được ổ nhé. Phân vùng soi được ổ. Như vậy cái việc lợi thế có cái thẻ M2 này khi chúng ta lắp ổ SSD là lợi thế là chúng ta có thể sử dụng xen kẽ được cái ổ cứng cũ ban đầu của nhà sản xuất. Vì cái con máy này có một cái phần nó mỏng mà nó nhược điểm là không có ổ DVD, và hãng nó thiết kế rất là chuẩn, nó tìm hiểu được cái nhu cầu thị trường bây giờ là không cần cái ổ DVD, và người dùng cũng đã hạn chế nhiều trong quá trình sử dụng đủ ổ DVD, và người ta sẽ sử dụng nhiều hơn cái USB đấy các bạn nhá. Thì chúng ta vặn cho mình hai con ốc ở hai phần đế của bản lề đi các bạn. Đây, một con bên này và một con bên kia nhé, cho nó chắc chắn. Mục đích để chỉ chúng ta gập lên, gập xuống cho nó chắc nhé. Video thì hướng dẫn chi tiết vào cái phần lắp đặt. Còn về vấn đề cài thì các bạn nên nhớ là thiết lập BIOS ở cái vị trí là nguồn boot, thì các bạn để chế độ disable để chúng ta có thể là boot được UEFI và boot được bằng Legacy đều được các bạn nhé. Đấy. Lần này thì chúng ta chờ hơi lâu một chút ấy, là mới lần đầu tiên bật lên nó hơi lâu nhá. Thì là các bạn cứ yên tâm. Nếu mà nó chưa lên thì chúng ta tí nữa có thể cắm sạc và bình tĩnh để chờ nó lên nhá. Không phải vội vàng gì cả. Đấy. Bây giờ các bạn cắm sạc cho mình đi. Đây, mình đã cắm sạc và nó lên rồi các bạn nhá. Đây chính là cái thông tin của Western đã nhận rồi. Nhiệm vụ của các bạn là gì? Các bạn cài cái hệ điều hành vào trong cái Win các bạn nhá. Nhớ xóa ổ khởi động và nhớ xóa ổ C của ổ cũ các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.